Ở bên ai liệu em có thấy vui không, hay em lại càng thấy nhớ anh. Áo nhung mưa dù sớm có thôi. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video của mình. Ngày hôm nay chúng mình sẽ chơi một thử thách, đó chính là trốn tìm tại các căn phòng bí mật. Có nghĩa là trong 3 người chơi sẽ có 2 người đi trốn và 1 người đi tìm. Trong 30 phút, 2 người đi trốn sẽ phải tự tạo một căn phòng bí mật để ẩn náu. Sau 30 phút, người đi tìm sẽ bắt được cuộc chơi. Sẽ có 1 tiếng cho người đi tìm. Sau 1 tiếng, nếu người đi trốn không bị bắt thì sẽ là người chiến thắng và giành được giải thưởng là 5 triệu đồng. Luật chơi đã rõ ràng. Bây giờ ba anh em mình sẽ oản tố xì để xem ai là người đi trốn và ai sẽ là người đi tìm nhá. Okay. Nào, chuẩn bị 2, 3. Yeah, thắng rồi. Mình với cả Khoảnh Khoán sẽ là người đi trốn nha các bạn ơi. Chúng mình sẽ có 30 phút để trốn. Giờ thì bắt đầu được thôi. Thôi được rồi. Mình quyết định sẽ đi làm một giấc để lấy sức, sau đó đi tìm nha các bạn. Đi trốn thôi các bạn ơi. Lần này thử thách đã lên một tầm cao mới, nên là mình phải tìm chỗ nào thật kỹ, trốn trong vòng 1 tiếng nó mới chiến thắng được các bạn ạ. Nhưng mà chỗ ấy nó cũng phải kín kín một chút nha. Trong tủ thì lại nhỏ với cả lộ liễu quá, không được. Tìm chỗ khác thôi. Hay là chưa được, sau cái bình này. Ui, trong này nhỏ quá, với cả hở thế này trốn làm sao được. Mình phải tìm chỗ khác thôi. Trong này thì sao nhỉ? Cũng rộng đấy, nhưng mà ở lâu trong này sẽ khó thở lắm. Thôi, chuyển mục tiêu khác vậy. Gì vậy bà nội? Mình quyết định ngủ một giấc, sau đấy đặt báo thức 30 phút nữa dậy đi tìm mà được. Ôi giời ơi, chưa ra được không? Ôi, qua Hải Quán. Anh Thu Xuân, mày chưa tìm một chỗ trốn à? Em chưa. Thôi, đi trốn đi, chỉ có 30 phút để trốn thôi. Mình phải cố gắng chiến thắng các bạn ơi. Hay là mình chui xuống gọng phản nhỉ? Nhưng mà nó lại không kín. Hay là trong này là phòng vệ sinh thì làm sao mà trốn được các bạn nhỉ? Tìm chỗ khác thôi. À, trong này có một căn phòng này, mình thử vào bên trong xem có chỗ nào ẩn náu không. Ôi giời ơi, Thùy Anh đang ngủ ở đây. Thế thì căn phòng này mình phải liêm phong lại, nhẹ nhàng thôi. Tí nữa thì toang. Căn phòng bí mật dưới gầm cầu thang thì sao nhỉ? Được quá chứ còn gì nữa. Chốt, mình sẽ ở trong này. Thùy Anh đang ngủ ở trong cái căn phòng này. Bây giờ mình sẽ phải trốn ở chỗ nào đấy kín kín, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Chắc chắn ở gần phòng Thùy Anh thì Thùy Anh sẽ không nghĩ đến đâu. Chỗ nào kín kín nhá các bạn ơi. Hay là mình sẽ chui vào cái tủ này. Really nigga. Ui, trên này bụi bặm thế. Ui, một nơi rộng rãi lại còn khó tìm. Chỗ trốn lý tưởng đây rồi. Một tụi trèo hơi cao. Các bạn ơi, từ trên này nhìn xuống trông sợ thật sự luôn. Nhưng mà mình đã tìm được chỗ trốn rồi. Mình sẽ đi một vòng xem trên này nó có rộng không nha các bạn ơi. Ôi, rộng thực sự luôn. Đây là trên mái nhà. Cái mái này hơi thấp, đây là lúc nào mình đi cũng phải cúi cúi như thế này các bạn ạ. Nhưng mà thế này là ổn lắm rồi. Cố gắng trốn trong vòng 1 tiếng để giành chiến thắng. Okay. Trước tiên mình sẽ phải đậy cái này lại đã. Bây giờ thì sẽ làm chỗ rồi các bạn ơi. Mình sẽ tạo một cái căn phòng bí mật ở trên nóc nhà. Bên trong này toàn là rượu của gia chủ thôi. Bây giờ mình sẽ phải bê hết ra và dọn qua thì mới có thể ở được. Các bạn ơi, gia chủ đã lắp sẵn cho mình một cái bóng đèn ở đây rồi. Thế là mình có mà sáng quắc 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 lên. Nhưng mà trước tiên mình cần phải dọn dẹp chỗ của mình đã. Trên này hơi bị nhiều đồ linh tinh các bạn ơi. Đôi dép của ông 365 lỗ. Mình tạo ra đây đã. A few moments later. Ôi, các bạn ơi, sau một hồi loay hoay đi tìm chỗ trốn, cuối cùng mình cũng được nghỉ ngơi rồi. Mệt quá, nhưng mà trên này nóng. Ôi, với cả nhiều muỗi sao? Nó cứ bay vo ve quanh mình các bạn ạ. Ôi, là muỗi thế. Khả năng phải thiết kế cái vật muỗi. Mình dọn xong rồi các bạn ơi, nhưng mà có vẻ trong này hơi tối với cả đơn giản quá, nên là mình quyết định trang trí thêm đèn nháy cho nó sinh động nha các bạn. Mình đã chuẩn bị sẵn đèn nháy ở đây rồi. Mình sẽ đi đường dây theo góc này để khi bật đèn lên căn phòng của mình sẽ sáng đèo nha các bạn. Ê. Các bạn ơi, mình đã vừa phải trèo xuống để kiếm cái vật muỗi, chứ trên này là muỗi quá. May mà kiếm được cái vợt muỗi các bạn ạ. Phải dọn sạch bọn muỗi này thì mình mới có thể yên tâm trốn ở đây trong vòng 1 tiếng được. Các bạn ơi, cuối cùng mình cũng đã tạo xong một căn phòng bí mật như mơ ước, có máy tính để chơi game nha. Nhưng mà bây giờ mình vẫn còn thiếu đồ ăn, mà như còn 10 phút để đi trốn nữa. Thế thì mình phải tranh thủ để đi kiếm đồ ăn đã nha các bạn ơi. Ok. Bây giờ lại phải trèo xuống. Khúc này là phải hết sức cẩn thận các bạn ạ. Tại vì là mình trốn ở trên nóc nhà, thế nên là cái khâu di chuyển này cũng rất là khó khăn các bạn ạ. Nhưng mà thôi không sao, mình sẽ phải cố gắng. Bây giờ mình sẽ tắt máy để xuống lấy đồ ăn nha các bạn. Ok. Nãy giờ mình làm mà mồ hôi nanh của mình nó cứ chảy tườn tườn. Thật là vãi chưởng. Ôi, hôi quá. Nhưng mà sắp xong rồi, cố lên. Mình đã đi đường dây theo đúng ý tưởng ban đầu rồi, nhưng mà khi làm xong thì vẫn thừa hẳn một đoạn dây rất là dài, cho nên mình quyết định sẽ dán vào cửa cho nó chất anh em ơi. Mình đã chuẩn bị đồ ăn để trốn trong vòng 1 tiếng rồi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại phòng nha. Cái khâu này là khâu quan trọng nhất, tại vì phòng của mình leo lên rất là khó khăn các bạn ạ. Ui. Cuối cùng mình cũng đã làm xong rồi. Yeah! Chắc hẳn là các bạn đang thắc mắc những cái trắng trắng như thế này là cái gì đúng không? Đây chính là mây đấy. Mình muốn căn phòng của mình có hoa, lá, cành và mây. Nếu mà có thêm một mặt trời nữa thì tốt, nhưng mà mình đã không có dụng cụ để làm. Thôi, như này cũng được rồi nha. Ở trong này sướng lắm các bạn ơi. Cho mình ở cả ngày ở đây cũng được. Chỉ cần điện thoại đầy pin, đồ ăn vặt lúc nào cũng có sẵn ở mồm. Thế là sống được rồi. Chuông báo thức của Thùy Anh kêu rồi các bạn ơi. Bây giờ Thùy Anh bắt đầu đi tìm. Không biết là Khoa phải quấn trốn ở đâu nhở. Thôi kệ đi, lo thân mình trước đã. May quá, mình đã chuẩn bị đồ ăn để sinh tồn trong vòng 1 tiếng ở trên nóc nhà này. Cái căn phòng bí mật của mình hơi bị khó tìm luôn đấy. Bây giờ mình phải làm trận game đã các bạn ơi. Mình sẽ chơi game chú bé lửa và cô gái nước nhá. Ủa, Thùy Anh bắt đầu đi tìm rồi. Phòng ẩn náu của mình ngay ở dưới tầng 1, nên mình phải nhẹ nhàng, cẩn thận, không thể để gây ra một tiếng động nào, không sẽ bị phát hiện đấy. Người ta bảo nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Nay giờ mình ngủ ở trong phòng say không biết gì, có khi nào một trong hai người đấy trốn ở trong phòng của mình không? Tìm xem nào. Ôi giời ơi, cái gầm giường nó bé tí như thế này, thế còn kiến đâu nó không chui được, thì ai mà có thể ở được dưới này cơ chứ? Thôi, khó quá. Vậy cái phòng này loại. Mình rất là tự tin trong cuộc chơi này các bạn ạ. khả năng cao mình sẽ là người chiến thắng. Ghê, ghê. Một lời vừa kín đáo, nói chuyện, ăn uống, chơi game, thỏa thích. Vua chúa cũng chỉ sướng đến mức này thôi. Làm xếp xếp nha. Mình mời tất cả các bạn. Vừa ăn, vừa chơi game. Ôi, lên đi. Cô gái nước ơi. Mình quyết định rồi, thà đánh nhầm còn hơn là bỏ sót. Mình sẽ tìm kỹ ở trong chuồng gà rồi sang chuồng chó mới được. Mình tìm kỹ ở trong này rồi các bạn ơi, chẳng có gì cả, toàn gà là gà thôi. Ôi quá, chuyển sang chuồng chó nhá. Phòng mình nhỏ nhắn xinh xắn như thế này, trang trí thêm mấy quả đèn led như kiểu phòng ba luôn. Thích ơi là thích ấy. Mình tìm kỹ ở trong kho rồi cũng không có các bạn ạ. Không biết hai cái người này đã tạo căn phòng bí mật ở đâu nhỉ? Ở dưới gọng ghế thì sao? Cũng không có nốt. Ở dưới này tông hống như thế này dễ nhìn mà. Ai dại gì mà lại đi tạo căn phòng bí mật ở dưới này đúng không? Vậy thì mình nghĩ chắc chắn hai người này ở trên tầng rồi. Ui, Thùy Anh vừa đi lên tầng rồi. Ở dưới này nghe tiếng chân thuỳnh thuỳnh như kiểu sấm luôn. Mình không nghĩ là mình có thể kém đến mức không tìm thấy ai. Bây giờ mình sẽ phải tăng tốc, không là sẽ thua cuộc mất. Sắp hết thời gian rồi đây. Trong phòng này toàn là chân màn thôi. Bây giờ mình sẽ đổi ra thử ban công. Có ai ngoài đây không? Dưới này cũng không có ai cả. Nay đi chợ mình có mua được cái bánh ruốc này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ăn luôn nha. Mình mời tất cả các bạn nha. Ngon quá. Ngồi đây hưởng thụ lan lướt xuống nhận vật thưởng chiến thắng 5 triệu nha các bạn ơi. Thùy Anh còn lâu mới tìm được mình. Hai cái đứa này trốn ở đâu mà kỳ thế nhỉ? Nhưng mà mình thấy cái này hơi lạ nha. Tự nhiên lại có một cái dây điện nối từ đây lên trên kia. Có khi nào thấy nghi nghi rồi đấy. Rồi mày xong rồi. Mày bí thế. Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu. Thùy Anh, sao mày biết anh ở đây mà lên? Hóa ra là anh ở trên này à? Anh rất giỏi trốn nhưng mà ăn vụng không biết chuối mép. Ở trên này làm gì có điện đâu, anh phải mắc dây điện từ trên này kéo xuống dưới. Không có gì là không qua được mắt em đâu. Ôi giời ơi, mình lại gợi ý cho đối thủ thế này cơ chứ. Chia buồn với anh trai nhá, nhưng mà em phải công nhận một điều, để mà mang được những cái đồ này lên đây anh phải tốn khá nhiều công đấy nhở. Chứ còn gì nữa. Mà sao mày không đi bắt thằng Khoa ở quán trước đi, mà anh chưa làm gì. Thôi em không nói chuyện với anh nữa đâu. Còn 20 phút nữa thôi là hết giờ rồi đấy. Tăng tốc đi tìm Khoa ở quán, không là sẽ thua mất. Ui, anh Tóc Xoăn bị bắt rồi. Giờ mục tiêu chỉ còn là mình thôi. Mà thời gian còn tận 20 phút nữa, mình phải cố gắng. Vậy là trên tầng 2 có mỗi anh Tóc Xoăn trốn thôi các bạn ạ. Không biết Khoa ở quán đang trốn ở đâu ta. Ui, Thùy Anh vừa chạy qua. Chỉ còn 15 phút nữa thôi. À chết, 14 phút 28 chứ. Bực thế nhở. Mình đã tìm quanh cả cái nhà mình rồi mà vẫn không thấy Khoa ở quán đâu. này đâu. Ui đừng đến đây. Chỉ còn mỗi cái tủ này là khả nghi nhất thôi. Xong rồi. Ủa, từng chuông báo thức ở đâu ấy nhở? Mình nghe không nhầm, tiếng phát ra từ trong này. Ui đừng mở mà. Còn 5 phút nữa thôi là mình thắng rồi. Đừng mở. Chỉ còn 5 phút nữa thôi là mình thắng thôi mà. Điển chứ. Cuộc chơi ngày hôm nay, mình là người chiến thắng và hai người đi trốn đã bị mình tìm thấy. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn nhìn ở bên trong này, chỉ có một tiếng ở trong căn phòng này thôi mà khoa quẩy quạt trang trí đèn led giống như kiểu là phòng 3 mini ấy các bạn ạ. Đẹp ơi là đẹp luôn ấy. Ui, Khoa quẩy quán ơi, em định ở luôn trong này hay sao mà trang trí kỳ thế à? Vâng, em định chiến thắng xong chị ở trong này luôn mà. Nhưng cuộc đời là không như là mơ. Đèn thôi, có bao giờ đỏ đâu. Đèn thôi, có bao giờ đỏ đâu. Các bạn ơi, vậy là thử thách ngày hôm nay mình là người chiến thắng. Bởi vì hai con gà này không thể nào trốn được qua mắt mình đâu. Còn một tí nữa thôi là mình giành chiến thắng rồi. Anh mà một tí nữa thì em á, nửa tí nữa là em thắng rồi. Ôi, video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu mà video này được các bạn ủng hộ nhiều thì tập sau anh em mình sẽ làm hấp dẫn hơn cho các bạn cùng xem nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.